Tàu tuần tra xa bờ HMS Chen của Hải quân Anh đã bắt đầu nhiệm vụ ở Tây Phi, theo dữ liệu được công bố bởi cơ quan hàng hải của nước này. Nguồn tin từ Vương quốc Anh cho hay, việc tăng cường sự hiện diện của Hải quân trong khu vực nhằm đảm bảo khả năng ngăn chặn các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như cướp biển, đang diễn ra phức tạp ở khu vực này. Thông điệp của Hải quân Anh nêu rõ, con tàu rời Gibraltar cùng với các chuyên gia chống khủng bố từ thủy quân lục chiến, ngoài ra UAV trinh sát Puma AI cũng có mặt trên tàu. Thủy thủ đoàn của HMS Chen được giao nhiệm vụ đi qua Vịnh Guinea để tiến hành huấn luyện nhằm bảo vệ hàng hóa thương mại của Anh đi qua lãnh thổ này với tổng trị giá 6 tỷ bảng mỗi năm. Điều đáng chú ý là bước đi như vậy phù hợp với mục tiêu của nhóm những người bạn của Vịnh Guinea G7 cộng FOGG, một nhóm được tạo ra nhằm hỗ trợ các quốc gia Tây và Trung Phi nhằm duy trì an ninh hàng hải trong khu vực. Các thành viên của tổ chức bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Ý, Tây Ban Nha, Na Uy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Brazil, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cùng với Interpol. Nhóm này được thành lập vào năm 2013 theo sáng kiến của Vương quốc Anh. Như vậy, các quốc gia nằm dưới sự bảo hộ của nhóm trên bao gồm Guinea, Burkina Faso, Chad, Mali, Niger, Mauritania, vùng Sahara Sahel và những nước ven vịnh Guinea. Sự hiện diện của Hải quân Anh bị lo ngại là bước chuẩn bị cho một hành động nhằm vào Niger. Tuy nhiên, đáng quan tâm ở chỗ có nhiều lo ngại cho rằng đây là sự chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự tập thể vào Niger. Đồng thời, khối ECOWAS do Nigeria đứng đầu được chỉ định là lực lượng chính có thể dẫn đầu lực lượng đa quốc gia. Nếu kịch bản trên xảy ra, hạm đội Anh sẽ nhận nhiệm vụ phong tỏa các cảng của những quốc gia ủng hộ lực lượng đảo chính tại Niger, điển hình như Guinea, khi chính quyền nước này nói rằng một cuộc tấn công vào Niger sẽ được coi là hành động quân sự nhằm chống lại họ. Can thiệp quân sự vào Niger có nguy cơ làm bùng phát xung đột trong khu vực. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.